Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu, và ở 45 phút thi đấu đầu tiên của trận đấu này, Maryland Quy Nhơn Bình Định sẽ bảo vệ khung thành bên phía phải màn ảnh của các bạn. Và lúc này, áp lực tâm lý với huấn luyện viên Nguyễn Thành Công là tương đối lớn. Và xử lý tốt của Allen. Allen khá nguy hiểm. Một tình huống mà Allen đã gây sức ép lớn đối với Bruno Ramirez. Và thoát xuống là của Đức Thiện. Đánh đầu. Cú bật rất cao của Allen. Nhưng cú đánh đầu lại là hơi nhẹ và nó không mang lại nhiều khó khăn cho Thanh Tùng bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thì Văn Thuận cùng với các đồng đội của mình vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Diallo, Diallo không được. Tình huống băng thà kịp thời của Văn Lâm. Và bây giờ thì số 91 của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang bị đau. Đá phạt của Leo A Thuộc. Đánh đầu, không vào. Phản xạ rất tốt của thủ môn Thanh Tùng. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa. Và thoát xuống và đánh đầu khá tốt của Allen. Rất khéo, cơ hội vẫn không vào. Dứt điểm, khá nguy hiểm, và tỷ số là 1-0 dành cho Maryland Quy Nhơn Bình Định. Phút thứ 50 của trận đấu. Và sự khác biệt cuối cùng cũng đã được tạo ra tại sân vận động Quy Nhơn. Cơ hội đầu tiên của Maryland Quy Nhơn Bình Định ở hiệp đấu thứ hai. Nỗ lực của Văn Đức. Vẫn là cầu thủ chủ nhà, không vào. Cú dứt điểm là hơi hiền. Một cú dứt điểm chìm vào góc gần từ phía Leo. Hiệp đấu thứ hai đã diễn ra được gần 20 phút. Và bây giờ thì tỷ số đang là 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà. Đánh đầu, không vào. Rất tiếc cho Văn Thành, một cú đánh đầu cận thành. Đường chuyền dành cho Văn Đức. Văn Đức. Tỷ số được nâng lên 2-0. 2-0 cho Maryland Quy Nhơn Bình Định. Tiếp tục là một tình huống dứt điểm bằng một cú sửa lòng. Nhưng lần này không phải là Allen. Sĩ Sâm. Như vậy là tiếng còi kết thúc của trọng tài Lê Đức Thuận đã vang lên. 2-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu này.